ngày 1 tháng 9 à? Vâng. Cái cô bán sữa cô bảo rằng có 20% tiền sữa đấy. Sinh nhật đấy. Sinh nhật đấy. Thế sao không mua nhiều vào để còn tranh thủ được sao? Xong rẽ đây chị. Không nên được cầu. Ờ, rẽ đây được. Không. Rẽ vào cái chỗ này thì lên được luôn, còn nếu chỗ này thì em lại phải xuống tận nhà hát lớn mới quay. Không, em bình thường em đi ô tô vẫn đi lối này. Nhưng đi liều một tí. À không, không 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 phải liều ạ. Lên thẳng luôn. Hàng thùng ra phát là rẽ ra luôn. Đúng không? Em bình thường em vẫn dạy thế này, không sao. Vâng, em đi ô tô em vẫn dạy đây. Xong lên phát thẳng luôn. Không không, là, không phải liều, không phải liều gì. À? Vâng, nếu mà không, nếu mà chị dạy đấy là lên thẳng được cả cái đường ấy luôn. Lên thẳng quay đầu lại bình thường luôn. Em vẫn đi mà. Vâng, em đi ô tô vẫn lái mà. Chị toàn đi hàng thùng sợ chứ ra nó lại không. Không, chỗ đấy là dạy được, lần sau biết chỗ đấy là vòng được luôn đấy. Vì nó có nhiều vòng rẽ mà. Vâng. Sâu quá thì quá đà. Em bình thường là hay dạy đấy luôn. Em buồn nhủ à. Đi từ khách sạn chị em ra là em toàn dạy. Nhưng giờ này đang ngủ rồi đúng không? Em đang buồn nhủ à mà con không biết gì từ từ. Vừa lấy được một giấc em này. Không dạy được. Lần sau chị cũng biết. Nhiều thế. Ngày mai nghỉ lễ. Mai còn nhiều lễ, mai nữa. Mới dạy đợt này kiểu sắp